Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 18 đoạn gần ngã ba Ba Lan, thành phố Hạ Long. Theo hình ảnh trong clip vụ việc, ngay sau khi ô tô trắng loại 5 chỗ vượt lên và vào khu vực soi chiếu của camera hành trình, một ô tô 4 chỗ cùng màu trắng đã tăng tốc, vượt lên. Bất ngờ hơn, lúc này xe ô tô 4 chỗ vượt sau đã đánh lái, tạt đầu và ép xe 5 chỗ vào lề đường. Tuy nhiên, do di chuyển tốc độ cao và cố ý nên cú tạt đầu, ép xe đã khiến cả hai xe này lao vào nhà dân bên đường. Trước đó, xe gây tai nạn đã lao vào một người đi xe máy đang di chuyển. Với hành vi này, có thể lái xe ô tô 4 chỗ gây ra vụ việc sẽ bị khởi tố hình sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ.